Trước tình hình dịch bệnh gia tăng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, công tác xét nghiệm sàng lọc COVID-19 diện rộng được cho là vũ khí hữu hiệu để giúp truy vết, phát hiện sớm và khoanh vùng cách ly, ngăn ngừa lây lan nhanh chóng của virus SARS-CoV-2. Những ngày vừa qua, phân hiệu phía Nam Học viện Quân y đã chính thức chạy thử các mẫu xét nghiệm đầu tiên với bộ kit Alpha Bio PCR COVID-19. Đây được xem là giải pháp công nghệ xét nghiệm hàng loạt giúp tiết kiệm nhiều lần chi phí trong sàng lọc virus SARS-CoV-2. Bộ kit xét nghiệm Alpha Bio PCR COVID-19 là kết quả của đề tài nghiên cứu hợp tác giữa Học viện Quân y với Phòng khám đa khoa Y dược miền Đông Sài Gòn và công ty Top Data Science Phần Lan, đã được đăng ký độc quyền sáng chế quốc tế và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành vào ngày 7 tháng 5 năm 2021. Ở thời điểm hiện tại thì cái khả năng nó có thể thực hiện được xét nghiệm 10.000 mẫu trong một ngày. Nếu như chúng ta thực hiện gộp 10 thì chúng ta có thể sàng lọc được cho 100.000 người trong vòng 24 giờ với cái hệ thống thiết bị và con người hiện tại có ở cái cơ sở xét nghiệm này. Thì cái kinh phí đầu tư cho một cái hệ thống xét nghiệm như thế này thì cũng tương đương với những cái hệ thống xét nghiệm real time PCR thông thường. Tuy nhiên là cái chi phí của test kit thì nó chỉ khoảng bằng 1/2, 1/3 so với các cái phương pháp hiện tại. Phân hiệu phía Nam Học viện Quân y đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đăng ký và tổ chức các bạn sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ xét nghiệm COVID-19. Trong vòng 20 tiếng đã có hơn 100 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tham gia đội tình nguyện. Đội ngũ tình nguyện này được tập huấn trực tuyến và được phân thành 4 đội chia làm 3 ca, đảm bảo cho công suất phòng xét nghiệm chạy liên tục 24/24 giờ. Các bạn tình nguyện sẽ lên kế hoạch thí nghiệm, phân tích và báo cáo kết quả, tiếp nhận mẫu xét nghiệm, đảm bảo an toàn về sinh học xử lý mẫu, nhận và chuyển mẫu vào phòng xử lý. Thực ra thì các thầy ở đây và cũng như Học viện Quân y và thầy Thọ thì đã xây dựng một cái quy trình gọi là khá là hợp lý cho tụi em. Thì không phải tụi em làm liên tục mà tụi em được chia làm 4 đội và mỗi đội 8 tiếng là một ca. Đặc biệt là trong này tụi em được chăm sóc rất là kỹ, lương thực, đồ ăn, chỗ ngủ. Hiện nay virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới. Bộ kit Alpha Bio được thiết kế đồng thời nhắm trúng 7 vùng genic, giúp phát hiện hầu hết các trình tự virus SARS-CoV-2 đã được công bố cho đến nay. Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức chạy thử các mẫu xét nghiệm với bộ kit Alpha Bio PCR COVID-19 từ ngày 14 tháng 7. Những ngày sau đó, phòng thí nghiệm luôn duy trì xét nghiệm được khoảng 100.000 mẫu một ngày, tức là khoảng 10.000 mẫu ống. Mọi quy trình đều được thực hiện đảm bảo an toàn chính xác. Tất cả các lực lượng tại chỗ cũng như là được tăng cường phối thuộc thì đều được bố trí ăn ở tập trung tại cái khu vực trong cái khuôn viên của phân hiệu, và tất cả các công tác bảo đảm thì cũng cùng phối hợp với các lực lượng ở trên địa bàn để bảo đảm chỗ ăn nghỉ ngủ và các cái hoạt động để có thể bảo đảm cho anh em làm việc 24/24 giờ. Ngoài cái công tác về an toàn thì kể cả về mặt tất cả các mặt phòng dịch cho bản thân đội xét nghiệm và các nhân viên phục vụ thì đều được lấy mẫu xét nghiệm hàng tuần để bảo đảm, và các công tác triển khai phòng dịch thì đều được thực hiện một cách nghiêm túc tối đa. Bộ kit Alpha Bio PCR COVID-19 đã được tham gia xét nghiệm trong đợt dịch vừa qua ở Bắc Giang cho kết quả rất tích cực. Việc triển khai thực tế bộ kit xét nghiệm này tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là giải pháp hữu hiệu trong việc xét nghiệm sàng lọc kịp tốc độ lây lan nhanh chóng của virus, giúp Thành phố Hồ Chí Minh phòng chống đẩy lùi dịch bệnh.